mà tôi muốn nói các bạn này, bây giờ tôi nói với cả mấy anh chị em phụ nữ, bây giờ anh nào có học nhất, các bạn nào có đẻ con mới biết. Ngày xưa tôi đi hát thì tôi xuống Hạ Long, tôi có phim tôi gặp bố thằng Peter là đi ăn xin. Thế đầu tiên ngủ với tôi cho có 4 bố, xong về sau xin đứa con trai. Thế là tôi đẻ ra 3 năm thì tôi là hoàng thế lương, tôi ở Phú Thọ mà. Thế tôi thi còn con rồng, thế là tôi đẻ thằng Peter 2 phần 7, tôi mê tín quá, tôi về một chỗ đảo cỏ thanh nguyện mua đất thì bị con chủ nhà con Bùi Thị Anh Nguyễn lập đi bắt các con tớ, bây giờ nó ngủ với cả chồng con tớ. Hôm nay tôi xuống Sa Tum thì con này thuê thằng chú quỷ ám sát, ngày nào cũng vào ám sát tớ, nó đâm chết tớ trong khách sạn, ăn cắp xe điện, ăn cắp mà điện thoại, ăn cắp cả con trai của tớ, xong bây giờ ngủ trong phòng thí nghiệm của nhà tớ. Xong là bây giờ tớ đi xuống nhà chồng tớ thì là bắt đầu ADN của ông đấy nhân thể với cả Peter với tớ nó ở với nhau. Thế là ba mẹ vợ chồng với nhau thì bây giờ bắt con tớ, xong nó ngủ với chồng tớ, xong tớ xuống đây nó kiếm tớ gọi để tớ chém tớ đây các bạn ạ. Thế nó ăn cắp điện thoại, lệnh bài xe pháo vào trong phòng thí nghiệm ngủ. Thế có mấy bà già hơn ra bắt nó thì bây giờ nó cũng giật chồng tớ, xong là cho cái thằng đại ngu chứ là con thằng chủ quỷ đem sát tớ các bạn ạ. Tớ định mọi người mà sử dụng tính cách thế nào chứ tớ, nếu nó mà con của nó tớ đã không lấy đi. Đây con tất cả anh chị mọi người ai cũng biết tớ đi qua đường tớ đi làm việc, con người ta không bao giờ đi chỉnh cho có tiền cho tiền, không có giúp gì thì thôi. Thế không bắt con người đi, con tớ đẻ ra ADN của nhà tớ. Thế nào hôm qua nó ngủ với con chớ tiền giới cứ thế đánh mưa vào đầu tớ thôi. Tớ xuống bắt bà chồng tớ thì là hết mưa. Thế bây giờ nó cứ cầm ôm con trai tớ xong ngủ với chồng tớ, xong thuê sát thủ giết tớ chính hàng tù thuộc quân hay quyền chỗ Ninh Giang này này các bạn. Nó cứ đấy ám sát tớ thôi, tớ đang ngủ trong nhà xong rồi đâm chết tớ. Thế hôm qua tớ về Hà Nội tớ làm việc, thế bà chủ nhà cũng như bà này bà làm ăn bà một mình, bà cho tớ ngủ về hè và bà đóng cửa bà đi việc bóng. Thế bà nó ám sát tớ, bà về mấy con bà về bà làm sao mẹ và ám sát con người tên nó mà cho lợi dụng lúc ngủ và chém nó để cho cái con thuê cháu nó con bắt cóc con Bùi Thị Oanh ở chỗ Ninh Giang Kiến Quốc đấy, nó giật chồng của con chờ tớ trên trời đi thuê sát thủ ám sát tớ. Đề nghị mọi người xử bắn con chó này giật lại con về cho tớ, chứ bây giờ nó cứ thuê sát thủ để ám sát tớ như này thôi. Xong là nó bắt tớ phải tiếp khách nuôi chúng nó, không nó đâm chết thằng Peter ở nhà.